rắn đá này không? Em đi chân gà cao đi lên đi ra chỗ anh ơi, sướng cực. Anh rồi ok, bọn anh đang ngồi dưới bãi cỏ này, anh đang ngồi bãi cỏ. Đừng ngồi xuống cỏ. Anh đang quay cỏ ơi, bọn đây ngồi không? Ui sướng đi đâu, sướng không đến đây ngồi này bọn, sướng cực. Bỏ ơi đừng, anh đang quay. Bọn anh ngồi, bọn ra chỗ này ngồi. Ngồi ra chỗ này. Ôi ngứa lắm. Ngứa gì? Em ngồi đây này, không ngứa đâu. Em là ngồi ngứa gì rồi. Sao ngủ? Cái gì ạ? Ngủ à? Ngồi chỗ này, em phải ngồi chỗ này. Ngứa không ngứa. Có cò đừng bọng, động vào bọ ngựa nhá. Động vào bọ ngựa là nó mới sống được chứ. Cho bọn ngựa có lợi thế. Ui, đi này. Em vừa nhìn cái xong. Con này hình như yếu hơn cả con bọn ngựa cái sáng nay mình bắt. Đây là tầm 1. Đây con gà cầu con. Tầm 2 là anh cả. Tầm 1. Tầm 1 đầu tiên là cái tập mà mình cho cái hàng kiến. Không quay chưa? Không quay rồi. Đăng chưa? Chưa. Con này em mới đăng. Đừng ngờ. Cho nó cái này nó ăn. Anh cứ ngồi cái trong. Ờ. Quá nhiều cái này. Cái này tiêu đã chiến kiến. Ai đi bắt cá cào ấy. Bắt cá cào thì nó lại được cái bọn được. Nói cũng có sao đâu, tại vì em ta tiếng bản nhạc nhưng mà. Ôi, đừng có vậy, đừng có nói. Đừng có nói. Bác không ngồi đây à? Nghe thấy mình tưởng vậy. Hai cò dây ngồi, nó chưa ngồi cho sướng. Thử đi thử có ra. Anh ngồi đây cho anh đây. Món gì đi có kệ. Ăn một cái thôi nha. Một con bọ ngựa chết, một con gà cáo chết rồi kìa, nó đang bê xác kìa. Hả? Con gà cáo nó chết rồi. Có chỉ cho thử một lần thôi mà. Ê, cò để chết ra đi, cò để chết ra đấy. Sướng cực, chứng minh thủ này. Em chỉ quay đúng 3 phút thôi. Lâu lâu hơn cũng được mà. Tại vì cái máy này chỉ quay được 5 phút thôi. Dạ. Ừ. Để quay tầm 5 phút là được. Thôi nè. 5 phút là mấy giây? Tầm 4 giây. Cái này có chạy cày. Tầm 40 giây là bắt đầu. Ui, con gì kìa? Gì? Tầm 40 giây là mình bắt đầu nói câu đoạn kết thúc. Ừ. Thế. Nhá. Ừ. Bộ nhựa đang chèo lên đầu con. Hả? Bộ nhựa. Có thử để con này đi con. Hoặc là con để chân đây. Chỗ này sang chỗ này. Quay bỏ dép làm gì. Đây để cái này xuống không? Xuống không? Để vắt cả lũ. Ok, bộ nhựa này còn xuống còn. Như con bọt nhựa kìa. Anh sẽ làm cho mình có lợi thế. Cho muộn nữa, đừng có cho muộn nữa chứ. Hãy chọn này vào xem nó ăn hả? Nha. Cho quả gì đó, con muộn nữa ăn chết đi. Hết đùa con. Bốn phút rồi anh Cảnh ạ, 4 phút rồi. Bốn phút bao nhiêu? 4 phút 5 giây rồi. Đấm 4 phút 3, 40 giây là mình nói câu đoạn kết thúc. Anh thấy chưa? Hả? Đừng, 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 đổ, đừng. Anh nhìn bọn nữa nào. Thấy cả ai có cả cần sao? Là đừng im. 35, 36, 37, 38, 39. Đấy. Nói không sao. Rồi kết thúc nha, bye bye. Xong rồi.